Truyện ngắn Mờ mờ nhân ảnh, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Huỳnh Minh Hiền. Đáng lẽ tên nhân vật này là Nguyễn, lúc này Nguyễn là tên thịnh hành, nhưng nghĩ lại gọi là Harry Potter là hợp lý, lý do chẳng ai gắn bó với kính như chàng phù thủy dễ thương nổi tiếng này. Câu chuyện như sau. Bữa nọ vì yêu thầm nhỏ bạn xinh đẹp, Harry quyết định bỏ kính qua một bên, cho có vẻ đẹp trai. Phớt đời, xương gió. Chàng ta mặc cảm với cặp kính mọt sách của mình. Chàng ta dùng bùa chú nhốt cái kính vào chiếc hộp có 2 tỷ ổ khóa với 2 tỷ chìa khóa được trộn lẫn vào nhau. Từ giả cuộc đời rực rỡ, Harry bắt đầu sống với đôi mắt xuống cấp trầm trọng, mờ mịt, tầm nhìn xa chưa đầy một mét. Hồi nào giờ Harry chưa nhìn đời lung linh như vậy, bây giờ thì tha hồ mơ mộng. Những phố, những nhà bỗng trên chao như trong khói nắng, qua sông, thấy sông, chìm lãng đảng dưới xương. Rác sao sát trên đường cũng chẳng khác gì lá vàng đang hát khúc ca về cội đời ít màu sắc, không chói gắt. Mọi hình khối trở về với sự đơn giản nhất, ít chi tiết nhất, quá hay. Chàng phù thủy suốt ngày chỉ lo học hành đánh đấm đã biết thẫn thờ, mộng mị. Mắt lúc nào cũng dịu dàng, mơ màng, coi đá bóng, tivi cách chừng 2 mét nhưng chỉ thấy cái áo trắng áo đỏ chạy tới chạy lui. Dài người bỗng đẹp lên một cách ngỡ ngàng vì được lược bỏ một số chi tiết thừa. Chẳng hạn như mặc áo chim cò, quần thì rách lai, tóc tai bờm sờm. Bỏ kính, tai Harry tự dưng cực quá chừng, nó phải lắng nghe, cảm thụ, phân tích những xấu đẹp của đời. Không ám ảnh bởi vẻ đẹp của người ca sĩ, của sân khấu lộng lẫy, Tim Harry chẳng thèm run rẩy trước một tà áo xẻ cao, chỉ còn nao nao vì thanh âm thuần khiết của những bài hát quá chừng hay. Harry bồi hồi phát hiện ra mình có khả năng nhận biết từng bước chân trên những bậc thang, phân biệt được những tiếng cười ở phía xa xa. Có cái cười nhiều thanh âm vỡ, lạc đi, có tiếng cười lạc nhách, có tiếng cười hể hả, phơ phẩn, sủng soảng và có tiếng cười buồn như cái ho khan, tiếng cười mở ra những phần người. Mắt mờ, Harry sống chậm hơn, cậu thường mở cửa sổ, nghe gió rung rẩy trong dầm cây bên dưới, những viền lá chạm vào nhau khẽ khàng, rụt rè, tê dại như lần đầu tiên người ta chạm môi nhau. Cách một bờ rào, sớm hẻm đã không còn ở đó nữa, hiện thực hơi lùi lại những mái nhà lem nhem khối, chắp giá bằng những tấm ton, tấm nhựa rối nùi bỗng chỉ là bức tranh màu nước, hơi xa. Chỉ tiếng chửi thề, tiếng trẻ con rượt đuổi nhau, tiếng rau, xoan chảo khua, tiếng khạc nhổ là sao động. Giống như có người bịt mắt Harry, cậu nghe hơi thở phập phòng nóng bừng sao gáy, ngửi được mùi dầu gió trên tay, cảm nhận được khuôn mặt đó, nhưng cậu không thấy hay thấy bằng cách khác bằng tinh tế bằng nhạy cảm bằng nỗi nhớ bằng tâm hồn của chân tóc và đầu những ngón tay bằng cả những giác quan còn lại cái mũi xấu xí cũng thôi mặc cảm nhờ nó và mùi bắp nấu harry biết bên hẻm người đang sắp ngửa với cuộc mưu sinh bên ấy khói đang lên những ngọn khói ban đầu thì mảnh khẽ khàng, dùng dằng sao cuộn lên dây viết, lên cao, gió khuấy loãng khối chỉ còn là những cái gợn xanh sao. Cậu ta nhìn thấy khối, bằng ký ức những ngày rỗng không, viết không xong, đọc sách không xong, chán người và cậu đã ra đây nhìn khối. Trong khối có mùi bắp nấu ngọt lành. Cái kính dày như đít chai vẫn nằm im trong hộp, từ khi rời nó, harry hiền lành kỳ lạ dịu dàng kỳ lạ trên môi cậu luôn sẵn một nụ cười cứ thấy lờ mờ bóng người lại nhoẻn cười vì lẫn lộn những người quen và những người không quen không cười thì sợ phụ nhau nên một bữa tụi phù thủy hắc ám đi ngang qua chàng phù thủy nhỏ bỗng hết hồn khi thấy cậu ta cười cực kỳ thân thiện dễ thương cả câu bùa chú tàn khốc nhất cũng không làm cho kẻ ác rối bời như nụ cười thương yêu nồng hậu cả harry cũng ngỡ ngàng nhận ra không nhìn đời khắc nghiệt bằng mắt nữa bỗng dưng dịu lại những vết thương lòng